Xin chào các bạn đã đến với kênh Điện tử Nhạc Tùng.com. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn con module cảm biến DHT21. Bên ngoài cái hộp thì các bạn sẽ thấy nó có một vài thông tin, tất nhiên là tiếng Trung Quốc ha. Mặt sau thì nó có gắn một vài thông tin, thì cái này mình sẽ xem ở trên đấy. Rồi mình mở ra bên trong, thì khi các bạn mở ra thì bên trong nó sẽ có một con cảm biến DHT21. Nó sẽ có 3 dây, dây VCC, dây RND thì 2 dây này. Thì hai cái dây này á, nó giao tiếp ở điện áp là 3.3 cho tới 5V. Và mình khuyến khích là các bạn nên giao tiếp 5V nhé, các bạn đừng giao tiếp 3.3, tại vì mình thấy 3.3 nó không ổn định. Một dây data để giao tiếp bằng chuẩn 1 dây. Rồi cái chiều dài sợi dây thì khi các bạn kéo ra chắc cỡ được 20cm. Nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể nối dài thêm. Cái này các bạn nối lên cỡ 1 mét là truyền nhận vẫn ok ha. Còn dài quá thì tất nhiên truyền nhận nó sẽ bị sai. Hơn 20 mét một tí. Phía sau này thì các bạn sẽ thấy nó có cái mã AM2301. Cái mã của cảm biến này. Nó giống như con DHT22 đó. Cái mã nó cũng giống vậy. Tại vì cái hình dạng khác thôi. Về nguồn thì mình thấy là 3.3 cho tới 5. Và ở đây nó không nói về dòng điện. Tại vì dòng điện những con này nó rất là nhỏ. Thường thường chưa tới 10mA đâu. Nhưng khi cấp thì các bạn nên cấp, nếu mà được thì các bạn cấp cỡ 100mA trở lên để cho nó hoạt động ổn định ha. Nhiệt độ, độ ẩm thì từ 0 đến 99,9%, tức là rất là nhiều ha, rất là chính xác. Và nhiệt độ là từ -40 cho tới 80. Sai số của độ ẩm là 3%, còn sai số của nhiệt độ là cộng trừ 5%. 5 độ C chứ mình nói nhầm nha, 5 độ C. Cái ngõ ra là out và chuẩn 1 giây. Đây người ta có ký hiệu rõ. Cái serial này thì mình khó cần nói. Rồi bề ngoài của nó thì nó sẽ bằng nhựa, nên là khi các bạn test các bạn đừng có hơ lửa trực tiếp vào ha. Mình có thể để cách xa một tí, hoặc là các bạn có thể dùng cái máy khò á, máy sấy tóc cũng được, các bạn khò lên. Chứ các bạn mà hơ trực tiếp là khả năng con này sẽ chết á. Cũng như là mình không có thổi cái hơi nước miếng của mình vào ha. Khi có nhiều bạn thổi thì cái nước của mình á, nước trong nước bọt á, nó sẽ rơi vào đây và nó làm chết con đồ ẩm. Rất là nhiều trường hợp bị chết rồi nha. Rồi nếu bạn nào có nhu cầu mua linh kiện hoặc mua đồ điện tử thì các bạn liên hệ bên mình. Thông tin mình để trên màn hình cho các bạn ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi cắm test cho nó. Thì con này không cho phép các bạn sai số nhé. Các bạn đấu sao đấu phải đúng. Các bạn đấu sai là nó cháy đó. Rồi. Đây mình giờ mình đấu vào cái chỗ bộ DHT. Đây là mình sẽ cắm vào mình test. Bài test số 9. Ở đây mình sử dụng luôn cái mã của DHT22 để test nha, nó vẫn chạy bình thường. Còn không thì các bạn chuyển qua DHT21 là ok. Cái này các bạn có thể các bạn thấy nó thay đổi thông số là được ha. Còn không mình hơ, cái này mình không để vào quạt nên mình không hơ được. Rồi bạn nào có nhu cầu mua linh kiện hoặc mua đồ điện tử thì các bạn liên hệ bên mình. Thông tin mình để trên màn hình cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.